Hello, mình chào mọi người. Bữa nay mình đi làm với ông Hương, cắt sầu riêng nha mọi người. Hôm nay này không may, trời mưa, mắc mưa. Để sự việc ông Hương nhiều thế. Có gì nó ướt máy rồi lên về là đu bố máy được. Đây này, đây ông Hương này. Sầu riêng đẹp lắm mọi người ơi. Ừ, đây cái sầu riêng to khổng lồ. Cái to cỡ này mà không có trái mọi người ơi. Đây này mình quay đường cho mọi người xem nha. Đây anh trai của mình đang làm. Đây chuyên gia sắp sầu riêng. Đây mưa to mọi người ơi, đây nước chảy xiết luôn. Đây này đường lầy này. Đường xiết lầy. Đủ mà, đây là mình đi ống này. Đấy. Mình không làm mình quay thôi. Đấy. Nhìn mẹ ông làm. Đây, chuyển sầu riêng. Sầu riêng da xanh. Đẹp lắm mọi người ơi. Đây, trời mưa làm cực quá. Nên là xe nó phải tơi đấy. Vất vả. À, ông chú là không sợ mưa đâu. Đây. Gần nhau để chân dây vào nhau đi. Mấy anh chết thích rồi. Cứ từ từ làm, đừng có vội vã té. Quay lên mạng luôn, lên YouTube luôn. Chiều về xem xe công nông nha. Ồ, đáy xe đùa cực quá. Trời mưa. Đây này cái đống sầu riêng đây này. Đây cái gió nha mọi người, đây là gió này bừng sầu riêng này. Đấy, ông anh này làm này. Không sợ mưa đâu, chỉ sợ ướt thôi. Kéo xe lùi sau hay. Ôi các bạn ơi, trời mưa. Mưa to. Ôi làm sầu riêng cực quá. Tới mùa mưa là cắt sầu riêng, đây này đường nó dốc lắm. Đấy, người thấy chưa? Em mình cố gắng quay cho mọi người xem. Trời mưa thế này là ướt hết cái điện thoại của mình luôn nha mọi người. Đấy. Xe cày này nằm ngã nằm nghiêng này. Đây này cực lắm. Không biết chắp nướng xe này có đi nổi không á. Đây này đường này. Thấy cực không mọi người. Bây giờ mình đi quay phía trên nha. Đây phía trên là xe ông nông đang đứng trên kia, chắp nữa không có chỗ mà móc tời xe con nông kia phải kéo. Đây. Trời mưa ướt hết điện thoại của mình luôn. Đây này. Đây đường người ta mới ủi xong chưa đổ đá nha mọi người. Đây. Nước chảy. Ồ, kia xe máy của mình đây. Đây này mọi người. Đó, xe con nông chắp với xe con nông này kéo. Kéo xe kia. Cho đang hỗ trợ móc tơi mọi người. Đường này dốc quá. Rồi. Kìa kìa. Hồi sáng là xe từ dưới kia lên một chuyến rồi. Bây giờ là lên chuyến tiếp theo. Thôi mình đi làm. Mình chào mọi người nhé. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé. Bye bye.